Ngày 1 tháng 10, Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố dự kỳ họp. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung đã nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đào Ngọc Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường khóa 9 do chuyển công tác. Kỳ họp cũng đã xem xét tờ trình giới thiệu đồng chí Phạm Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả đồng chí Phạm Văn Quang đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phạm Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường cam kết phát huy trí tuệ và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo phường, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, góp phần đưa Quang Trung ngày càng phát triển.